Tại nhiều vùng quê thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, để thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh, chính quyền và trường học đã thực hiện một phong trào có tên gọi là tiếng trống học bài, tức là cứ mỗi 7 giờ tối hàng ngày, học sinh toàn huyện nghe hiệu lệnh tiếng trống trên loa phát thanh và tự giác ngồi vào bàn học. Với mô hình này, mỗi người dân đều ý thức được việc học tập không chỉ là việc riêng của học sinh mà còn là công việc của mỗi thành viên trong gia đình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Khi mà các em học sinh ngồi vào góc học tập của mình và học bài, đề nghị các bậc phụ huynh dừng các hoạt động ồn ào để dành không gian yên tĩnh cho các em tập trung học tập. Tạm gác lại mọi thú vui, học sinh Diễm My nghiêm túc ngồi vào bàn học bài. Con đã tự vào ghế học, không cần mẹ nhắc, và con đã ôn lại bài ở trên lớp ạ. Từ khi các bạn học ở trên trường thì được nghe thầy cô phổ biến về cái phong trào tiếng trống học bài, thì về các bạn tự giác cứ nghe thấy tiếng trống ở trên loa phát thanh thì là các bạn đang ngồi xem các bạn cũng tắt, hoặc là đang đi chơi đâu là các bạn cũng sẽ về để các bạn học bài. Thì mẹ bố mẹ cũng sẽ nhàn hơn, để bố mẹ sẽ làm công việc bố mẹ mà không phải thúc giục các con nữa. Một thói quen nhỏ sẽ tạo ra thành công lớn sau này. Nhưng để rèn tác phong học tập nghiêm túc, cần thời gian và sự kiên nhẫn, nhất là với học sinh lớp 1 hay các gia đình đông con. Giúp đỡ nữa. Mỗi một cái nếp của học sinh dù là nhỏ thì cũng phải cả một quá trình. Và cái này thì nó phải được sự tuyên truyền thường xuyên từ gia đình, nhà trường và cả xã hội, tức là liên quan đến các ban ngành trong xã, địa phương, thôn, xóm. Và khi mà đã thành nếp rồi thì nó là trở thành ý thức tự giác của các con. Phong trào tiếng trống học bài bắt đầu được triển khai từ năm 2021 tại tất cả các xã và thị trấn của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, từ ngày có mô hình này, tình trạng người dân gây ồn ào về đêm như là hát karaoke cũng được hạn chế. Xác định được cái kế hoạch nó có hiệu quả hay không thì Ủy ban dân xã cũng đã ban hành các quyết định thành lập các cái đoàn kiểm tra của xã thị trấn, là tổ chức kiểm tra đôn đốc, động viên, giúp cho cái phong trào này thực sự đi vào cuộc sống. Ba Vì được xem là vùng trũng giáo dục của thủ đô Hà Nội. Bằng nhiều cách và sự nỗ lực khác nhau, trong đó có phong trào tiếng trống học bài. Vài năm qua, số lượng học sinh giỏi cấp thành phố của huyện này đã tăng hơn so với những năm trước đó. Điểm thi trung bình kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của năm 2023-2024 đều tăng từ 0,3 đến 1 điểm ở cả 3 môn.